thì đầu tư qua chứng chỉ quỹ sẽ phù hợp với những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường tài chính, cũng như là những nhà đầu tư khá là bận rộn và muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Cho nên là hầu hết những nhà đầu tư này sẽ không có nhiều kiến thức cũng như thời gian để update thị trường. Cho nên là theo tôi, cái phương án đầu tư tốt nhất sẽ là đầu tư tích sản. Việc đầu tư chứng chỉ quỹ là việc đầu tư trong trung và dài hạn, có thể là từ 3 đến 5 năm hoặc là có thể dài hơn. Cho nên là việc nắm giữ chứng chỉ quỹ sẽ cần có khoảng thời gian khá là dài. Thì khi mà cái số vốn đầu tư mà các nhà đầu tư nắm giữ trong tài khoản của mình lên một cái mức số vốn khá là cao, thì các nhà đầu tư có thể cân nhắc là rút bớt cái phần nguồn vốn đó để đảm bảo là mình quản trị được cái rủi ro trong việc đầu tư. Và khi rút vốn thì mình có thể tái cơ cấu sang một cái danh mục đầu tư khác. Với phương án đầu tư như vậy thì với cái mức lợi suất trung bình từ 8 đến 9% mỗi năm là điều có thể hoàn toàn đạt được. Với trường hợp những nhà đầu tư nắm bắt được chu kỳ thị trường hoặc là những nhà đầu tư đã có kiến thức rồi thì hoàn toàn có thể lựa chọn những cái thời điểm mua phù hợp. Có nghĩa là khi mà thị giá của những cổ phiếu được đánh giá là đang ở vùng giá thấp thì các nhà đầu tư có thể tăng cái số lượng chứng chỉ quỹ để mua vào. Và khi mà thị giá được đánh giá là ở vùng giá cao rồi thì các nhà đầu tư có thể xem xét để rút bớt cái phần nguồn vốn đầu tư của mình. Trước tiên tôi sẽ cùng đi qua các loại phí mà các nhà đầu tư sẽ phải chịu khi đầu tư qua chứng chỉ quỹ. Đầu tiên là phí quản lý quỹ, dao động từ 0,5 cho đến 2% mỗi năm. Tiếp đến là phí phát hành, thì phí phát hành sẽ phụ thuộc vào cái số vốn đầu tư ban đầu của mỗi nhà đầu tư. Thì thường các quỹ trên thị trường thì đang không thu cái phần phí phát hành này. Tiếp theo là phí mua lại. Phí mua lại có nghĩa là phí mà các công ty quản lý quỹ sẽ mua lại chứng chỉ quỹ từ những nhà đầu tư. Thì phí mua lại sẽ phụ thuộc vào cái thời gian nắm giữ của các nhà đầu tư như thế nào. Thường hiện nay trên thị trường thì nếu như mà nắm giữ trên 24 tháng thì cái phí mua lại này sẽ không bị tính. Phí quản lý quỹ đối với những quỹ mở sẽ cao hơn, dao động từ 0,5 cho đến 2% mỗi năm. Còn phí quản lý quỹ của bên quỹ ETF sẽ chỉ dao động từ 0,5 cho đến 1% mỗi năm. Vì các công việc quản lý trong quỹ ETF nó sẽ ít hơn bên quỹ mở rất là nhiều. Quay về vấn đề lo ngại là một số nhà đầu tư lo ngại rằng việc phí quản lý cao thì sau khi mà trừ đi phí quản lý quỹ thì cái lợi suất mà khách hàng thu về nó sẽ không còn hấp dẫn. Thì ở đây tôi muốn làm rõ để các quý đầu tư có thể hiểu và yên tâm hơn trong quá trình đầu tư. Hiện nay thị trường Việt Nam đang là thị trường cận biên. Thì ở thị trường cận biên thì các nhà đầu tư sẽ tiếp cận thị trường bằng cách đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu và mang một cái niềm tin là mình có thể đánh bại thị trường. Tuy nhiên hiện nay thì chính phủ cũng như là nhà nước đã đưa ra một số cái chính sách để làm sao nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi. Thì đây là một bài toán khá là phổ biến ở các nước lân cận. Thì khi mà gia nhập vào thị trường mới nổi rồi thì các nhà đầu tư nhận rõ được rằng cái việc mà để đánh bại thị trường là một điều không hề đơn giản. Cho nên dần dần các nhà đầu tư đã chuyển dịch sang đầu tư qua quỹ. Thì có thể nhìn thấy rõ vào những năm 20 vào năm vừa qua là năm 2023, trên thị trường đầu tư quỹ thì có đến 20 quỹ đầu tư cổ phiếu, thì chỉ có 3 trong số 20 quỹ đó có cái phần lợi suất đầu tư thấp hơn cái mức độ tăng trưởng của thị trường, tức là chỉ số VN Index. Còn 17 quỹ đầu tư cổ phiếu còn lại thì đã đạt được những cái mức lợi suất đầu tư khá là hấp dẫn và khá là đáng để quan tâm, với cái mức tăng trưởng có thể là cao hơn cái chỉ số VN Index lên đến 2,5 lần. Với lợi suất đầu tư như vậy thì có thể là sau khi trừ đi phí quản lý quỹ, cái phần lợi suất thu về cũng khá là hấp dẫn. Mà hiện nay cái tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ hoặc là các cái giá chứng chỉ quỹ mà được công bố lên trên những website của các công ty quản lý quỹ đã trừ đi phí quản lý quỹ rồi, cho nên là các nhà đầu tư có thể dựa trên những con số đó để có thể so sánh và lựa chọn cái quỹ đầu tư phù hợp với bản thân.